Tình vợ. À, nữ ca sĩ này đến từ xã Yên Nghĩa nha, qua đến xã Kiến Thành để giao lưu cùng chương trình nha. Và để liên tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức với 12 cầu Phượng Hoàng vọng ca Dĩ Vãng do tiếng hát của Kim Chi và cùng tiếng đàn của nhạc sĩ trẻ Cẩm Tiên. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Những đêm buồn gian
đang khai cung đàn, nghe dịu theo tiếng em ca. Cung đàn nhận bông trầm, rồi có lần mỗi khi em hờn dỗi, em nũng nịu cười, em sai rồi có phải không anh? Và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.